Hello chào bạn nha, mình sẽ chơi game Tom Friend. Hiện tại Tom của chúng ta đang muốn đi vệ sinh, mình sẽ cho Tom đi vệ sinh rồi. Angela muốn kết rác à? Đây trong bếp có bãi rác này, mình sẽ cho Angela quét. Để xem những người bạn khác à, có cần gì không? Và mình thấy đằng sau nhà cũng có một bãi rác luôn. Zinger buồn ngủ à? Chúng ta sẽ cho Zinger đi ngủ thôi. Mình sẽ cho hành cái bãi rác này. Ben bị ốm à? Sao Ben sao nhỉ? Sổ mũi à? Vậy chúng ta phải tiêm một phát vào mông Ben. Dùng 1 triệu mũi, dùng 1 triệu mũi tiêm vào mông Ben à? Vậy là Ben nó khỏe lại rồi. Ben muốn thay trang phục. Nào, chúng ta sẽ đi tìm một trang phục vừa cho Ben. Lần này mình sẽ cho Ben mặc bộ lính cứu hỏa. Tôm sẽ mặc bộ cowboy cùng với 1 chiếc mũ cảnh sát. Angela thì cho mặc 1 chiếc váy rồi, công chúa luôn. Về hành à? Hành cho mặc bộ huy chương này, xoay. Cùng với 1 chiếc mũ rơm. Thỏ mình sẽ cho mặc bộ quần áo quạt chuối với 1 mái tóc dài này. Zinger cho mặc bộ học sinh này. Đây cho kiểu tông này được đấy. Ok, bên thay trang phục xong Ben lại muốn ra chơi bãi cát ở sau nhà xem có bạn nào cần gì không. Tôi muốn nói chuyện với Zinger nhưng Zinger đang đi ngủ rồi. Và mình sẽ cho tôi lên giường ngủ cùng với Zinger để vào giấc mơ nói chuyện luôn. Ở khu vườn thì chúng ta có thể thu hoạch rồi này, rau xà lách cùng với hành tây. Mình sẽ ra chơi cùng với Ben, chơi hẳn màn pro luôn. Chúng ta sẽ phải dẫn những con bọ này về tổ của nó. Màu nào sẽ cho tổ màu đấy nhỉ? Xanh dương này, màu đỏ này và xanh nhạt. Mỗi loại còn 2 con nữa. Rồi, xanh dương chúng ta đã hoàn thành rồi. Còn lại màu đỏ và xanh nhạt này thôi. Xanh nhạt còn 1 con này. Đây, 1 con cuối cùng. Vậy chúng ta đã hoàn thành màn đầu tiên. Màn tiếp theo là level 2. Mỗi loại 5 con. Màu đỏ này. Màu xanh dương này chạy chậm ấy nhỉ. Màu xanh dương đi khá là chậm. Lại còn nhiều nữa. Còn hẳn 5 con luôn. Đỏ này. Đỏ cần 4 con nữa. Mà xanh dương còn 2 con. Đây đỏ còn 1 con cuối cùng này. Rồi, 2 con xanh dương đã lộ diện. Chúng ta chỉ việc dẫn nó vào tổ là xong. Đây, 1 con cuối cùng nữa này. Hoàn thành level 2. Và mình sẽ để cho Ben chơi mình thôi. Chúng ta sẽ đi chơi với những người bạn khác. Hành đã quét rác xong nha, chúng ta có thể nhận một chút quà cho Hành này. Hành muốn chơi xích đu. Đây, chơi xích đu cạnh Ben luôn. Tôm cũng đã ngủ dậy rồi. Tôm đói rồi, chúng ta cho Tôm ra nào. Cho Tôm ăn một miếng pizza.
một cây kem, ăn kem và một quả chuối, đầy đủ dưỡng chất cho một ngày dài năng động. Tôm hay đá bóng, để cho tôm đá bóng đây. Này Angela cũng đã quét rác phòng bếp xong rồi. Angela muốn vào bếp luôn à? Nó cho Angela vào bếp luôn. Và mình sẽ thay trang phục đầu bếp cho Angela. Xem Angela có trang phục đầu bếp mà. Đây trang phục, một bộ áo đầu bếp này. Mũ rồi nè. Đây. Đó, để cho Angela nấu nữa. Ngoài trời đang mưa khá to. Hành và Ben vẫn đang chơi ở ngoài trời luôn. Ôi chả sao đâu. Đây là một chuyến đi siêu thị. Rồi lên xe và phóng đi rồi. Bây giờ còn khu vui chơi và cửa hàng nghệ thuật mở cửa luôn. Còn lại đóng cửa hết rồi. Tiếng mua đỏ đây mà. Một chiếc máy sấy. Một khẩu súng để chữa bệnh này. 30 vàng này. 3 túi hạt giống loại bình thường. Và 2 quả chuối. 2 quả chuối được kèm theo một cái đĩa rồi. Sang khu nghệ thuật này. Khu này mình nghĩ là có bút màu này. Một khẩu súng này. 4 quả ớt luôn. 30 vàng. 3 túi hạt giống. Đấy biết ngay bút màu rồi. Một tệp bút màu. Mình sẽ tiếp tục vào cửa hàng nghệ thuật này. Đấy, một túi hạt giống loại xịn này. Kéo xuống bên dưới. Đây, tầm này là được rồi. Bút màu tiếp. 40 vàng. 4 quả ớt. Một chiếc máy để chữa bệnh. Rồi, chúng ta quay về thôi. Mình sẽ vào đá bóng với tôm. Dùng cò bóng lửa. Quả đầu tiên tôm nó bắt rồi. Tôm. Ui, tôm bắt kinh rồi. Một không nha. Mẹ ghi được một bàn rồi. Hai quả rồi. Khó đấy, vì mãi mới là hai quả. Tôm bắt kinh đó nhờ. À, tôm bị lừa. Ha, vẫn vào. Đập vào cột này vào. Mình đã ghi được 10 bàn, 11 bàn, 12 bàn, 13 bàn, 14 bàn, 15 bàn. Cái xuất thẳng một người tôm tôi không đỡ được luôn. 18 bàn rồi. Rồi ghi liên tục luôn. Rồi chúng ta ghi 20 bàn thắng là được rồi. Được 170 điểm. Ben vẫn chơi xong luôn, sắp xong rồi. Mà trời mưa khá to vậy thì mình sẽ vào chơi với Ben một ván cho Ben xong luôn. Dẫn những con bọ này về đi. Mỗi loại cần 4 con. Con màu xanh nhạt thôi, chưa thấy con nào. Đấy, mãi mới thấy. Ôi trời ơi. Mấy con bị đâm vào nhau hôm nay. Mình mất một cái sao rồi. À, mất một trái tim rồi. Dẫn đường nhộn nó về tổ rồi. Màu đỏ nó hoàn thành rồi. Còn màu xanh nhạt và thanh dương rồi. Chui ra đây. Thanh dương còn một con duy nhất nữa. Đây một con duy nhất đây. Ok, vậy chúng ta qua màn rồi nha. Được 20 điểm. Được 200 điểm luôn. Vậy là Ben đã chơi xong rồi. Ben nặng thành hình một quả tên lửa bãi cát này luôn. Tiếp theo Ben sẽ muốn gì thay trang phục. Cho Ben muốn thay trang phục nhiều ấy nhỉ. Chúng ta cho Ben vào bộ dân chơi. Một quả áo nhặt dốc cùng với
một kiểu tóc cho mèo.